Hello, xin chào tất cả bạn nha. Mình là Trường Quân, thực trên bạn đây thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game show mới mới nghĩ ra. Thì bây giờ mình mấy bạn đây là đều cầm cận chiến hết, có một mình khẩu súng rồi. À, thằng này xong cầm sóng nòng không? Thì thằng này nó thích cầm sóng nòng. Thì bây giờ mình sẽ giục cây súng ra đây, thì các bạn có thể giết nhau để giành lấy cây súng. Bạn cuối cùng á mà là người cầm được cây súng này, sở hữu cây súng này á, thì sẽ là người chiến thắng và sẽ có phần thưởng xứng đáng. Rồi bây giờ đồ thanh niên này có cái đao đẹp nhỉ. Đồ đồ long đao ăn cắp của Dương quá. Chuẩn bị nha. Bắt đầu. Rồi. Đấy, mình cùng tham gia với mấy bạn đây luôn. Lỡ biết đâu mình là người dàn được khẩu súng khi tự tự thưởng cho mình. Bạn nào mà cầm cái khẩu súng đấy là phải cầm ra tay nha, để cho người ta thấy, để người ta còn giết, để người ta cướp lấy cận chiến nha. Phí thế. Bạn nào cầm cái súng thì phải cầm cái súng giơ ra cho mọi người nhìn này, mọi người biết nha. Không có mọi người không biết đâu, đừng có chém mình, chém cái thằng cầm súng đây này. Rốt thế. Rồi chạy. Mình cầm được súng rồi, cầm súng chạy. Ui. Bạn nào mà lượm được súng là phải cầm súng nha chưa? Cầm súng không được cầm cận chiến. Cầm súng để cho người ta thấy mình cầm súng, để người ta còn giết mình, người ta cướp lấy chứ. Cứ tập trung giết giết cái thằng mà nó cầm súng đấy, đừng có giết nhau làm cái gì. Và thằng nào cầm súng đâu rồi? Đây này, thằng cầm súng đây này, thằng tiên tiên hay nó này. Mình chém được nó mình khác cái gì, đi làm thịt cho người khác ăn. Đồ thằng kia đứng đá đá, dạng háng rồi đá. Coi có ngày dắt háng. Đồ nhìn cứ tưởng cái thằng nào sẽ nó chém luôn. Ui, hai thanh niên này rắn rắn háng đi chém nhau. Cái thằng cầm súng thì không chém. Đủ thanh niên kia, đủ cầm đồ long đao của Dương quá. Bổ củi, ra bên dao bổ củi. Rồi. Ở đây khẩu súng này. Súng này mình xin nhá. Rồi chạy thôi. Ôi mẹ ơi. Ý, đấy bắt cua các thứ nào. Ui 8 phút luôn, không biết có duy trì được 8 phút không đây. Ui, ui đi, nó đập một cái cục gạch ngay đầu xỉu luôn đấy. ăn cái xẻng vip vào người. Ở bên khu A, thằng cầm súng ở bên khu A đấy. Anh em có khu A mà kiếm chút hàng ăn này. Thằng quỷ kia mày chôm đao đao mày chôm chĩa mà mày đập cả mình. Rồi thằng cầm súng đâu rồi? Khu A sao này? Nó quăng cái bom lộn cổ luôn. Cứ tập trung mà giết mấy thằng cờ, giết thằng cầm súng á, giết nhau làm gì tốn 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 sức. Tốn tốn clo. Béo là thằng nào cầm súng thì giơ ra cho người khác biết là đang cầm súng nha. Đủ mình không gây sự mà nó cầm dao nó chọc mình luôn. Đấy, thanh niên này nguy hiểm đấy. Hiện tại ai đang cầm súng vậy? Mình không biết bạn nào đang cầm súng luôn đấy. Đủ mày mày ném tao. Chưa kịp ném trả thằng kia. Rồi bạn Trịnh sẽ nào đang cầm súng đấy. Biết bạn Trịnh sẽ nào đi. Chắc cái đi trốn đi núp ở đâu rồi. Đấy đấy, đớp đi, đớp đạn đi. Lành lắm. Không có hồi sinh nhanh, hồi sinh lâu với trưởng. Được. Súng đẹp đấy. Thằng nào cầm súng đâu ta? Không biết thằng nào cầm súng ấy luôn đấy. Có thằng bắn sát. Đâu rồi, thằng nào cầm súng đâu rồi? Ai đang cầm súng vậy ta? Đây kia 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 đây đây, thằng này cầm. Giờ mới thấy hàng này.
Mấy bạn đừng có chém nhau, chém thằng cầm súng cái kìa, khổ mấy ông nội này quá, mình nói không nghe, thế tên là thằng bé hát điếu này. Thằng bé hát điếu kia mày cầm súng thì mày giơ súng lên cho người ta thấy chứ. Cầm súng chạy chậm quá, chạy không phát nổi tụi cận chiến này. Đây ta chặn đường mày luôn, đau 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 nó đau rồi. Đây mà mới thấy nó chạy về phía đây mà. Đâu rồi, mày rớt xuống đây, đây đây đây. Không phải nhầm. À, nó thả thính mình. Nó giục cái súng lên cho mình tưởng cái súng nào tới lụm nó chém mình luôn. Đậu phộng thân điên này. Thính nơi đây chính chính rô xe đã thả, rô đã thả cho TQ97. Thính của rô thả, rô thả, rô thả, rô thả. Đồ long đao này, đồ long đao gớm thật. Cầm đồ nó ra nó chém nhìn buồn cười với luyện. Cẩn thận chứ súng nó mà rơi vào cái thằng nào nó buồn buồn nó hắc chạy nhanh là đuổi tới Tết. Đây đây. Ông bé hát biểu ông cầm súng thì ông giơ súng lên cho người ta thấy nha. Cứ để mình nói đi nói lại câu này chai mặt luôn. Ai đang cầm súng đâu? Ui trời, phê. Ăn được cái thằng này nó sướng. Thằng nào cầm súng đâu? B, anh em tập trung ở khu B kìa. Tao gây sự với mày à? Mình không gây sự gì mà nó. À, đây đây đây, anh em bị lừa rồi. Khu A kìa, thằng vệ sĩ đang cầm. Đây, hên quá, ý của tao gặp mày, nó sướng lắm. Bắt cua, bắt con nhà bà cua được đâu rồi, bắt con nhà bà cua đủ. Con kia là phóng dao thốn với trưởng. Đâu 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 rồi anh em, qua khu A nhanh nào, thằng nào cầm súng đâu? Mấy bạn này rảnh háng ghê, chém cái thằng cầm súng không chém, cứ đi chém nhau cho tốn thời gian. Ở gầm này, nó ở gầm này. Mình gặp mấy này là mình phải né 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 là cho nên nó sống ích kỷ lắm. Tụi này nó phá đồ sát lắm. Nó thấy mình là nó lao nó đồ sát, thằng cầm súng thì nó không lo, nó kiếm ăn. Mày chết, mày chết, mày chết này, mày chết này, chết này. Mày bị tao lừa rồi, đội xén chết nó cầm búa gỗ thốn quá. Mày gì, tưởng búa gỗ mày định chơi tao à? Lên chơi búa gỗ này. Thằng nào cầm súng đâu? Ai đang cầm súng vậy? Hú cái tiếng nào. Bọn bạn VIP Boro cầm súng đấy. Thử các bạn đấy đi. Cho tụi mày chế bom thơm mồm này. Thơm mồm đủ không chết được thằng nhỏ. Đây thằng quỷ kia mày giấu súng rồi. Đủ. Đậu phóng nó cầm dao này nó chém phát một chết thốn đó. Cầm búa gỗ hết thì được. Biết vậy mình cho cầm búa gỗ hết cho rồi. Ở trên khu A này, trên khu A này. Đây là cái thằng 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 D Angus nó cầm súng đấy, đấy mình thấy rồi. À không phải à? Thằng nào ta? Bạn nào đang cầm súng này hú lên một tiếng đi. Hú lên cho anh em xin chữ ký nào. Bạn nào cầm súng thì hú lên cho em cầm cận chiến tới xin chữ ký. Mày thấy bố gố mày. Mày tưởng bắt nạt được tao à? Đừng bắt nạt, ăn cho ăn táo đấy. Ui à. Ai nó cầm súng vậy, hú lên nào.
bạn tiên hay nói á, tiên hay nói cầm súng đừng có chém nhau, chém cái thằng cầm súng ấy thốn mấy bạn quá đấy. Nó ngứa tay nó gặp mình nó để xiên, xiên vài phát, xiên như xiên thịt ạ. Cho tụi mày trái bom nữa, thơm mồm bổ phổi này, này ăn đi. Thì mà thanh niên này nghe thấy mình ném trái bom mà nó rút trái bom mà ném liền. Mày định chơi bùa gỗ đủ 61 tiết không chết. Rồi bạn nào cầm súng, bạn nào đang cầm súng, bạn nào cầm súng mình mới biết coi. Bạn nào cầm súng ôi vậy không có bạn nào cầm súng hết à. Vip vip bro. Ôi các bạn,